món vịt nướng này, vịt lốp xạ nướng này. Đó, ông làm gì này? Một con vịt cọ, một con vịt chiên chung dầu à. Vịt đấy, vịt chiên đấy. Đây là cái nồi chiên này, đó rồi. Chiên chưa? Cửa giá bên nữa, cửa anh chị. Vịt quay là lấy rượu ra uống thôi này. Đó là rượu đây. Rồi lấy chai nữa này, chai này. Đây. Để chọn chai rượu. Cái này đủ quay rượu nha. Chọn lấy một chai nào. Men có, Đà Lạt có này. Vinh Chi có này. Ôi quá này. Làm ra đều để uống với vịt quay, con vịt quay theo kiểu độ to của rồi này uống với thịt vịt quay nhá. Loại lắm, uống rượu đi, rượu đi, rượu xong hát karaoke đi. Bình rượu này phê. Trời này uống rượu không? Trời này uống bia lạnh lắm. Ăn nửa con vịt quay rồi. Ăn nửa con vịt chiên, chiên đâu chiên đâu. Uống với có thể là các loại này, cho một loại nữa. Làm mấy lý thôi, không uống nhiều đâu. Nhiều nó hại sức khỏe thôi. Còn đây là sâm ngọc linh dây này. Họ uống khen ngon cho họ hết rồi, còn ít nữa. Đây rồi nha. Ít nướng xong là lên đĩa đây rồi này. Vịt, vịt cỏ, canh rau mùng tơi, gà kho, vịt ly này rồi thôi. À,
quay. Thịt quá chín này.